One. Team Kay Trần. Kiếm thêm mỗi hàng rồi resell. Từng câu tao nói để có uy tín. Fake S, fake G để có kích kèo. My verse still lead. Và tụi mày biết đó là 16. Giờ talk so cheap. Mấy thằng bởi đi để được nhích lên. Don't waste my time. Chỉ một đường đi thẳng tới đích đến. Don't need no drum. Không ghi tên mình vào trong big game. Nhạc tao chỉ có freaking dope. And start from the fucking low. Nhạc em là dưới tricking rock. I still want the fucking show. 9 năm cùng với cả 16. Hustle từ Bắc cho tới Nam. Gia đình, homies và công việc. Cộng một tình yêu cùng với rap. Quá nhiều thời gian ở sân bay. Điện thoại không cần dùng vân tay. Chẳng cần chiêu trò để nổi tiếng. Lời nhạc của tao nó vẫn bay. Thời gian của tao nó là vàng. Lời nói của tao nó là vàng. Ngày càng có thêm nhiều dự án. Bắt tay rồi cứ thế mà làm. Yeah. Don't waste my time. Don't waste my time. I got my dream on the V12. Fixing my flow on the detail. Then take off, got a seatbelt. No phone, no text, no email. Mấy em gái sing to the detail. Kiếm thêm mỗi hàng rồi resell. Nói để có uy tín. Fake S, fake G để có kích kèo. My verse still lead. Và tụi mày biết đó là 16. Just talk so cheap. Mấy thằng bởi đi để được nhích lên. Don't waste my time. Chỉ một đường đi thẳng tới đích đến. Don't need no drum. Anh ghi tên mình vào trong big game. Nhạc tao chỉ có freaking dope. And start from the fucking low. Các em ở dưới tricking bot. I still want the fucking show. 9 năm cùng với cả 16. Hustle từ Bắc cho tới Nam. Gia đình, homies và công việc. Cộng một tình yêu cùng với rap. Quá nhiều thời gian ở sân bay. Quá nhiều thời gian ở sân bay. Điện thoại không cần dùng vân tay. Chẳng cần chiêu trò để nổi tiếng. Lời nhạc của nó vẫn bay. Thời gian của nó là vàng. Lời nói của nó là vàng. Ngày càng có thêm nhiều dự án. Và các bạn khán giả thấy như thế nào ạ? Có cháy không ạ? Anh Hiếu thì tuy ảnh già đấy, nhưng mà thực sự thì anh cũng nhảy rất là hay. Rất là respect.
nó cái động tác mà khi làm ba lần chú đếm đúng ba lần ông nghe mà ngả thế này ngả sau đó mọi người bắt bằng tay ấy sau đó ai cũng ô một ô hai ô ba mình thấy mình tức con mình bảo là mình làm cái đấy không tay cũng được không có ai cần đỡ mình cũng làm được lúc đó là mình tức quá mình xuống hẳn luôn bước đến Mai Thiên Quân ấy lúc đó là kiểu mình lại chiến quá lúc đó là mình kiểu não của mình nó tắt luôn và mình bảo là ok chỉ chiến thôi. Judge 3, 2, 1 yeah và đội giành chiến thắng đó là Trọng Hiếu.